Tú xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tú Nguyễn chia sẻ về cuộc sống ở Tân Cương, Trung Quốc ha. Vào mùa đông thì ở chỗ Tú, mặt trời mọc nó rất là muộn, khoảng tầm 10 giờ mặt trời mới mọc lận, cho nên nhà Tú thường ăn sáng muộn lắm. Hôm nay thì Tú nấu mì với cà chua xong rồi cho thêm một ít cải thảo. Mình bỏ thêm nhiều nước để mình ăn cho dễ. Chồng của Tú ảnh có một cái thói quen mà mình cũng không biết là vui hay buồn nữa, là ảnh chỉ thích ăn cơm ở nhà nấu thôi, ảnh không có thích đi ăn ở ngoài. Nhiều khi mình cũng muốn rủ cả nhà đi ăn lẩu để mà mình thưởng thức, mình quay các cái ẩm thực ở bên Tân Cương á, nhưng mà chồng Tú cứ rủ là ảnh không đi, ảnh chỉ bảo là không có thích đi ăn ngoài ở nhà. Ăn xong thì nhà mình rủ nhau đi siêu thị. Tú chia sẻ cho cả nhà ha, nhà mình bây giờ cũng có nhiều cái thay đổi rồi á. Hồi trước đi siêu thị thì thường là chồng Tú sẽ là người trả tiền, cho nên khi Tú mua cái gì Tú cũng rất là kiểu đắn đo, mình suy nghĩ, mình sợ mình không làm ra tiền rồi mình còn dùng tiền của anh nữa, cho nên mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì thu nhập của mình cũng có một khoản rồi, nên là bây giờ đi mà mình thấy bảo thích cái gì thì mình đều cho con thử. Tú thì sao cũng được, nhưng mà con nói thích cái này cái kia thì trong khả năng của mình Tú cũng cố gắng để mà mua cho bé. Mua đồ xong thì bây giờ qua nhà bà nội chơi cũng gần á, cho nên hồi nào rảnh là dẫn bảo xuống thăm bà, cứ 3-4 ngày đi 1 lần. Ăn Tết nay nữa là mẹ Tú cũng được 68 tuổi rồi, là cũng xếp vào người cao tuổi ở đây rồi đó. Nhưng mà bà cũng không có lương hưu, tại hồi trước thì gốc Sơn Đông bà sang đây lấy chồng á, xong rồi cũng ở nhà chăm con á, không có công việc, cho nên là bây giờ bà cũng không có lương hưu. Mỗi tháng á, thì hai vợ chồng Tú cũng phụ một phần cho bà. Nói chung á, thì gia đình chồng của Tú thì cũng không có khá giả gì hết. Mặc dù là mình ở thành phố á, nhưng mà nhà mình thì bình thường đủ ăn đủ mặc thôi à. Được cái là mẹ mình á, rất là dễ tính và bà rất là thương con dâu. Bà không có phải xét nét này kia. Hồi trước mà Tú chưa lấy chồng á, Tú cũng coi trên phim ảnh rồi cũng biết được nhiều kiểu không có hợp mẹ chồng nàng dâu á, nên trong gia đình nó nhiều bất hòa. Tú cũng sợ khi mà mình phải lấy chồng, khi phải làm dâu lắm. Mà sau khi mà mình gặp được mẹ, tự nhiên mình không có cái cảm giác đó, mình rất là thân thuộc á. Nhiều người nói là mình phúc đức lắm, mình mới gặp được mẹ chồng của mình ở hiện tại. 就人家关心啊，就喜欢看你。 好多人都发评论，很喜欢啊，看你婆婆。 你看他婆婆这个样，就看你做饭，看你陪宝宝玩这样子。我这样拍，就有时候人家说，为啥很少看到你的肉？哦，我这脚这里头就有肉，再加上身体不太好吧，就没得吃肉。 因为人家看你吃了挺当的。嗯。肠胃不好的人就是少吃肉，那医生给我说了。嗯。少吃点肉，看一点也得少吃一点。越饿着点还越好，越吃饱了越不行。对。嗯。就疼了，就饱开始就疼了。对对，就是。 Cây cà chua của mẹ chồng Tú ơi, trồng tại vì thiếu ánh nắng cho nên nó cứ bò, nó yếu lắm, nhưng mà nó cũng ra được mấy trái. Hôm bữa giờ hái được hai trái ăn rồi cả nhà, đây được một trái đang chín nè, rồi có hoa trên kia, nó cũng chuẩn bị đậu mấy trái nhỏ nữa. Mẹ Tú cưng lắm. Mẹ Tú thích trồng cây trồng hoa nên trồng được cây cà chua mẹ Tú cưng lắm luôn á. Ở dưới này bà trồng thêm mấy cái ớt nữa. Ma sư tử已经熟了嘛?
不用不用不用，让他让他自己吧。嚼下你吃了吧，啊、或者你和宝宝喂两只，一只光顾说他屁股厚的很。你带上吗？啊，我去就修一修那个石头。嗯。我不让他。要把那把叠木堆。就是他这个头嘛，还长着了，长嘛他就。不接了这个，这也没。那鸟用的毛的吧，它颜色挺好看的。啊，就是。Hôm nay thì còn một số cái cảnh quay từ hồi mùa hè tôi chưa có đăng á. Hôm nay tôi chia sẻ cho cả nhà xem luôn ha. Hồi đó thì cũng chưa rơi tuyết đâu, cả nhà mình đi lên chợ để mua rau.Các loại rau mà ở chỗ Tú họ thường trồng và trồng rất là nhiều là cà rốt, cà chua, khoai tây, bắp cải. Các loại ớt á, thì ở đây rất là nhiều. Những loại rau này thì được xếp vào là rau phổ thông á, tức là lúc nào nó cũng có. Mình rất là dễ tìm mua trong các siêu thị. Nhưng mà đặc biệt á, thì những cái loại rau mà thường thấy ở bên Việt Nam mình á, rau ở Việt Nam Tú hay ăn thì Tú sang bên này nó lại được xếp vào cái loại là rau bậc cao ở đây rồi nha. Như rau tía tô nè, rau ế quớ nè,rồi xả hay là măng tươi nè, rồi rau muống, rau cải cúc á. Các cái loại rau đó thì tôi lại tìm ở trong siêu thị họ không có bán cả nhà. Cái rau này á, thường á, người phổ thông ở Tân Cương người ta không có rành, không có biết cách ăn đâu. Tại vì đợt mà Tú về Việt Nam á, Tú dẫn anh đi ăn rất là nhiều món. Và đặc biệt là khi mình ăn bún phở hay là gỏi cuốn ở Việt Nam mình đều phải có rau sống mình ăn kèm á, các loại rau gia vị á. Còn ở bên này thì họ không có, họ rất là ít khi mà họ ăn rau sốngrau củ của họ chủ yếu là mua về và xào nấu chín lên họ mới ăn thôi. Cho nên là những loại rau gia vị như vậy họ rất là ít khi ăn. Đây là người bạn rất là thân với chồng Tú. Chồng Tú thì ít bạn lắm, chỉ có một vài người thôi, nhưng mà có anh này là thân nhất.Và bất cứ cái gì hay ho thì ảnh đều có chia sẻ. Hồi mình về Việt Nam thì cũng rủ ảnh đi, nhưng mà ảnh cũng vướng bận nhiều cái cho nên là không có đi được. Thế là trở về Việt Nam thì cũng có cái gì hay ho ở Việt Nam thì đều mua tặng cho ảnh. Và những cái loại rau này cũng vậy, ảnh không biết ăn đâu, chồng Tú cũng chia sẻ rồi, xong rồi cũng đi mua thử chỉ cách ăn rau Việt Nam như thế nào. Hai người thì rất là thân. Nói biết đi mẹ hát được cái giả chứ Hai ông gặp nhau là cứ giống như là người tình của nhau ấy. Thân lắm cả nhà. Bạn của chồng Tú thì có công việc rất là tốt, ảnh làm việc ở sân bay á, thì kinh tế cũng vẫn nhà xe đầy đủ. Nhưng mà về cái khoản chi tiêu thì Tú thấy cũng khá tương đồng với chồng của Tú, thì cũng rất là tiết kiệm. Hình như là tính cách của đàn ông ở chỗ Tú là như vậy, sao Tú gặp 10 người thì hết là 8 người là có thói quen là tiết kiệm. Cái này là gì? Cái này là gì?Đây cũng là cái anh bạn mà Tú hay kể trong một số video á. Thì hai ảnh hay tám chuyện điện thoại với nhau á. Nhưng mà từ sau cái đợt mà người ta đến hỏi thăm chồng Tú thì bây giờ hai ảnh cũng ít dám gọi điện thoại để mà buông dưa lê với nhau rồi. Bây giờ thỉnh thoảng thì cũng gặp. Và sau này nếu mà có nhiều cơ hội hơn thì Tú sẽ quay chia sẻ nhiều hơn với cả nhà. Thực sự tính của anh bạn này rất là tốt luôn. Hồi có mấy đợt nhà Tú cũng lục đục này kia, xong rồi á, ảnh là người hòa giải á, cho nên là Tú cũng rất là quý. Nói chung thì ít bạn, ở bên này Tú cũng ít bạn lắm, nhưng mà có một số người bạn thật sự rất là tốt.
Gần đây thì mình cũng không có nhiều chủ đề để quay video cho cả nhà xem á. Thì hy vọng là mọi người không có quên kênh của Tú nha. Nếu mà yêu mến và ủng hộ thì có thể giúp Tú bằng một đăng ký kênh à. Rồi sau này khi nào mình có nhiều đề tài hơn thì mình sẽ chia sẻ nhiều video hay gửi đến cho tất cả mọi người ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.